tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Lấy nhau vì tình của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Tác phẩm được sáng tác năm 1937. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, phần 2, chương 3. Năm tiếng chuông thông thả, ngân nga điểm 5 giờ. Đương ngồi xem một tờ báo cho khuây khỏa nỗi sốt ruột, Liêm bỗng giật mình phải đứng hẳn lên. Có thể như thế được chăng? Liêm không hiểu nổi nữa. Quỳnh đã sai hẹn. Không phải đến muộn quá mà thôi, lần này Quỳnh không đến nữa. Vì Liêm đã hẹn với người yêu từ 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ. Vậy thì vì cớ gì? Xưa này đối với Liêm, Quỳnh đã tỏ ra phục tòng lắm. Chưa là chồng hẳn, Liêm cũng đã giữ được cái địa vị chúa tể, có cái quyền sở hữu về người đàn bà ấy trong tay. Cho nên đối với một người tình nhân sẵn có cái óc độc tài, một việc nhỏ mọn cũng bỗng trở nên có cái nghĩa hệ trọng. Liêm nổi giận bừng bừng. Chàng không hiểu rằng mình thế là không biết điều chút nào. Khi được quá tình quá yêu, chàng vô tâm lạm dụng cả tình lẫn yêu. Rồi những sự chàng được hưởng đáng lẽ chỉ nên coi là đặc ân, thì chàng cho ngay là mình có quyền. Quyền sai khiến, quyền bắt bẻ, quyền giận dỗi nữa. Nhưng đó cũng chẳng phải là lỗi riêng ở Liêm mà thôi. Cho nên Liêm quên ngay rằng trong cuộc ái ân, nếu Quỳnh đã làm cao, đã khó tính, đã kiêu ngạo, thì trong hai người chính Liêm sẽ là tên nô lệ. Chàng không nhớ rằng khi bắt đầu yêu vụng giấu thầm người thiếu nữ mà cuộc đời là một bài thơ ấy, trong những thời kỳ quên ăn bỏ ngủ, bị cái khát yêu dày vò tàn nhẫn, thì chàng đã yên trí ngay rằng nếu được hưởng chỉ có một cái cười vô tình, chỉ có một câu đáp ngọt ngào, chỉ một thái độ nhã nhặn hay kín đáo của thiếu nữ ấy, chàng cũng đã đủ sung sướng vô cùng để mà coi những điều lặt vặt ấy là những sự to tát đáng cho đến chết cũng phải nhớ ơn. Nhưng sự đời đã không khó khăn như Liêm đã tưởng. Cuộc chinh phục đã quá dễ dàng. Liêm chỉ còn nghĩ đến cái quyền của mình, chứ không kịp nghĩ đến cái ơn của người yêu. Đáng lẽ cũng phải xử sự như người yêu của mình, chưa chi chàng đã có thái độ của một ông chồng áp chế. Đáng lẽ phải cũng yêu, Liêm chỉ vội nghĩ đến hờn giận mà thôi. Đáng lẽ phải yêu Quỳnh, thì Liêm chỉ yêu Liêm mà thôi, mà lại yêu mình qua người khác vậy. Liêm đứng tựa lưng vào cột, tầm mắt đặt ra phố xá, nhưng không trông thấy cái gì cả. Như một thôn nữ về xong tấm lụa thì phải xem lại cả tấm để tìm những chỗ có máu, những đoạn lỗi chỉ, Liêm cũng lần lần kiểm soát cuộc tình duyên của mình đã mấy tháng nay. Ích kỷ một cách vô tâm, chàng bỗng thốt ra một câu: tại sao Quỳnh lại thay đổi? Thật thế, cái tiếng thay đổi vô tình đã len vào sự nghi ngờ của Liêm. Chàng không biết rằng đối với những thiếu niên trong tình trường, khi một sự gì đã không có thi vị thì tức khắc nó phải trở nên có tính chất bi thảm. Người đương yêu không phải là một người thường như mọi người, nên trong sự gì cũng thấy bất thường hoặc phi thường. Cho nên chàng không tìm được lý lẽ nào chính đáng để tha thứ cho Quỳnh cái sai hẹn hôm nay. Chàng nhớ ngay đến những cái cười, những câu đáp, cái vẻ nhí nhảnh được sung sướng của Quỳnh lúc tiếp hai thằng công tử bột, chúng đứng tán ma tăng mạnh. Liêm bắt đầu ghen. Chàng nhớ rõ ràng lúc ấy đứng dừng chân bên ngoài cửa kính, những cử chỉ của Quỳnh đã bị bắt được quả tang. Ngay bây giờ Liêm cũng còn như đương trông thấy cái cảnh ấy trước mắt. Quả tim của Liêm bỗng lại thổn thức đập mạnh, máu trong huyết quản tựa hồ dồn cả lên hai bên thái dương. Người yêu nhất đời của chàng, người vợ chưa cưới của chàng, người mà chàng đã gọi là người mà cuộc đời là một bài thơ, thì than ôi, cái lẳng lơ là không còn phải nghi ngờ gì nữa. Quỳnh, Quỳnh mà chàng đã yêu thiết tha như thế, yêu đứng đắn như thế, yêu để mà định lấy làm vợ chứ chẳng còn phải vì cái manh tâm trên bọc trong dâu nữa, thì người đàn bà ấy thật thế cũng lại như trăm nghìn người đàn bà khác mà thôi. Đồ khốn nạn, đồ đĩ! Liêm cau mày sỉ vả một câu như thế vào chỗ trống không, y như là chàng sỉ vả vào mặt Quỳnh vậy. Cử chỉ ấy chẳng những không làm cho Liêm nguôi mà thôi, mà lại còn khiến chàng nổi giận hơn trước nữa. Chàng nghiến răng dậm mạnh gót chân xuống đất, rồi bỏ dãy hành lang mà vào phòng.
Ngồi trên cái ghế lùng, chàng lấy hai tay bưng trán, và những ý nghĩ đen tối, bi quan, thảm đạm đã đến lúc được chiếm đoạt hoàn toàn cái tư tưởng của Liêm. Thật vậy, một người con gái mà nhí nhảnh với những người con trai lạ mặt, chúng đương kiếm cách bông đùa mình, thì đó có phải là người đứng đắn nữa không? Quyết rằng không. Vì người đàn bà hoàn toàn đứng đắn thì phải nghiêm mặt lại mà lặng thinh. Hoặc là nếu không muốn làm mất lòng những khách hàng của mình, thì ít ra cũng phải biết phát biểu lòng khinh bỉ của mình một cách kín đáo. Nhưng mà than ôi, đối với ai kia, chứ đối với Quỳnh thì lại khác hẳn. Quỳnh không biết rằng đã có chồng rồi mà lại còn tươi cười đáp liến lấu những lời bông phèn nhảm nhí của đàn ông khác là lẳng lơ. Trái lại, Quỳnh còn ra vẻ sung sướng vì được người ta trêu ghẹo nữa. Mà đối với đàn bà thì phải, hễ cứ có chồng rồi thì mới phải giữ gìn khép nép hay không? Tưởng rằng dẫu chưa có chồng, dẫu chưa được ai dạm hỏi, thì cũng phải giữ đứng đắn thì mới phải là giống người chứ. Nghĩ đến đấy, cái ghen tuồng bóng gió của Liêm tăng lên đến cực độ. Chàng đã được yên trí, Quỳnh là người lẳng lơ. Thế thôi, chàng không cần phải ngờ vực gì nữa, không cần phải lý luận nhiều nữa. Xưa kia Liêm tưởng người mà chàng kén chọn là một người ngoan, nhưng đã muộn rồi. Quỳnh mà ngoan, nếu vậy thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn như những thiếu nữ hư hỏng khác. Ấy thế, cố nhiên là những ý nghĩ chua cay của Liêm không phải chỉ dắt chàng có đến sự kết luận ấy mà đã là thôi đâu. Chàng còn nhớ lại những ngôn ngữ và cử động của Quỳnh, những lúc hai người lẻ nhà đi chơi với nhau, ăn nằm với nhau. Ăn nằm với nhau. Ừ, mà sự đã quả có thế thật. Cái con người ngoan ngoãn ấy mà cuộc đời là một bài thơ như thế. Chút nữa thì Liêm quên, than ôi, chút nữa thì chàng quên rằng người thiếu nữ đứng đắn ấy, hoa khôi của một phố, cái tiếng nết na thùy mị, đã hầu trở nên một thành ngữ đối với những ai quen biết, mà Liêm cho là đứng đắn, mà cả nhà Liêm cũng đồng ý nữa, thì đã ăn nằm với một người đàn ông, mặc dầu người ấy chính là Liêm. Cái sự nhảy ra ngoài lễ giáo như thế mà có tỏ rõ một đức tính gì, hoặc là yêu, hoặc là tin, hay là cái gì khác thì chẳng biết. Nhưng nếu bảo là chứng cứ sự ngoan ngoãn của một thiếu nữ thì hỡi ôi, cái đó quyết rằng không. Quỳnh đã nhẹ dạ cả tin Liêm, chứ có phải nhẹ dạ cả tin người khác nào đâu. Liêm đã nghĩ lại như thế. Nhưng mà than ôi, ngay sau đó thì Liêm cũng đã nghĩ luôn ngay rằng, nếu nó đã ngủ với mình được thì nó cũng ngủ với thằng khác được lắm. Đến đây, ý nghĩ ghen tuông của chàng vấp phải một vấn đề lương tâm. Chàng nhớ lại rằng khi bắt đầu ôm Quỳnh ghi vào lòng mà hôn, thì Quỳnh đã run lẩy bẩy cả chân tay, thổn thức cực điểm, đã tỏ rằng Liêm là người đàn ông thứ nhất được chiếm đoạt. Dẫu là bề ngoài, cái thân thể còn trong sạch ấy, ngay cả đến lúc bị dục tình xô đẩy, Liêm cũng vẫn nhớ lại cái thái độ lo sợ hốt hoảng của Quỳnh. Giữa cái tình thế vừa muốn giữ gìn, vừa muốn tỏ lòng yêu, vừa tin vừa nghi, vừa sợ bị khinh thường, lại vừa lo bị giận dỗi, để mà sau cùng thì hy sinh cái tân tiết cho người yêu. Chàng lại thấy như văng vẳng bên tai cái tiếng kêu khe khẽ đến nỗi như là thất thanh, anh ôi, anh Liêm ôi, của Quỳnh. Thật thế, tiếng kêu ấy không những đáng yêu mà còn đáng thương nữa. Liêm cảm thấy như đó là cái lo sợ mênh mang của một người đàn bà khi biết rằng tính mệnh của mình đã ở trong tay một người đàn ông. Anh ôi, anh Liêm ơi, câu ấy có ngụ ý rằng, thế là từ nay mà đi, anh cho em sống thì em được sống, anh bắt em chết thì em phải chết. Đã như vậy, Liêm nay có còn nên đang tâm mà nghiệt ngã kết án một người đã tin và yêu mình đến như thế? Không, không. Liêm đã trờn trợn thấy rằng mình bạc tình. Nhưng mà sao bữa nay Quỳnh không đúng hẹn? Há chẳng phải đó là Quỳnh đã có một chút gì hơi hơi thay đổi? Dẫu là hơi hơi nữa, trong sự yêu đương, vẫn biết rằng nếu Quỳnh ăn nằm với chàng thì cũng chỉ là quá yêu và quá tin mà thôi. Nhưng trên đời nào có thiếu gì những thiếu nữ bắt đầu là vì yêu và tiếp tục là hư hỏng. Không, Liêm phải cẩn thận mới được. Từ trước đến nay Quỳnh chưa hư hỏng, chưa phản bội, cái đó chàng không dám chối cãi. Nhưng mà từ nay trở đi thì chàng phải quan tâm, điều ấy đã cố nhiên lắm thay. Chứ cơ sự đã như thế rồi,
thì Liêm chẳng thế nào lại còn được yên trí rằng người yêu của chàng chẳng bao giờ lại sa ngã, lại phản trắc, lại trụy lạc được nữa. Bằng cách lý luận ấy, thế là cái đức hạnh của Quỳnh từ đấy bị bỏ vào phạm vi của sự hoài nghi. Liêm vẫn ghen, chàng cho rằng nếu không đề phòng thì hỏng. Rồi chàng lại nhớ đến Khánh, một gái giang hồ mà chàng chưa hề dám đem so sánh với Quỳnh, người vị hôn thê. Thì Khánh cũng đã phó thác thân thể một cách dễ dãi như thế, một cách ngây thơ như thế. Liêm rất đau lòng khi nhận ra rằng ở một gái giang hồ và ở một thiếu nữ con nhà lương thiện, cách hiến thân tuy cũng giống như nhau mà thôi. Thằng ôi, người đàn bà nào cũng vậy, cũng có thể bắt đầu thì là như Quỳnh mà tiếp tục thì là như Khánh. Nếu Quỳnh là người đoan chính hoàn toàn, chẳng đời nào có thể sa ngã được. Ắt hẳn bắt đầu Quỳnh phải cương quyết trước nhất, ngay cả với Liêm. Nhưng không, đối với Liêm nàng đã dại dột. Liêm không thể tin đức hạnh gan thép, cái tâm can thiết thạch của nàng được nữa. Có đâu mà tin. Nghĩ đến đấy, Liêm bỗng nghĩ trùm lấp đến tất cả mọi hàng đàn bà. Chàng bỗng thấy ghê tởm, thấy đáng phàn nàn cho cái số kiếp đàn ông. Vì rằng đời đã từng ghi những vụ ngoại tình ghê gớm, gái năm con chưa hết lòng chồng, những tiểu thư khuê cát hoang dâm với những thằng nhỏ, thằng xe, những đàn bà có chồng danh giá mà đi ngoại tình với những đứa chỉ đáng làm đầy tớ cho chồng, vân vân. Vào trường hợp ấy, Liêm không hiểu rằng tuy nhiên cũng vẫn có nhiều đàn bà kính trọng, có đức hạnh. Vì đấy là Liêm đương lục tìm, đương soi bói rặt những cái xấu của đám phụ nữ mà thôi, chứ không phải chàng đương bình tĩnh và công bình xét cả đến những cái tốt của phụ nữ. Cho nên Liêm phải tự hỏi lòng một cách xót xa. Ngoài những tấn kịch đã vỡ lỡ tung tóe mà đời biết đến được, thì còn biết bao nhiêu tấn kịch tương tự như thế bị chôn vùi trong tối tăm. Liêm lại đứng lên vì ngồi đã mỏi. Giữa cái không khí lặng ngắt của gian phòng vắng vẻ, Souvent vam vari Yen falet kisifi, nghĩa là đàn bà thường hay thay đổi, chỉ có điên lắm mới là kẻ tin họ. Đọc xong, Liêm lại thấy bỗng đầu mình tự chế nhạo mình. Chiếc đồng hồ ngân nga buông 6 tiếng. Dưới nhà đã nghe thấy tiếng đũa bát lạch cạch, vì bọn gia nhân của Cử Tân đã sửa soạn bữa cơm chiều. Ngoài phố đèn điện đã sáng. Mãi đến lúc ấy, Liêm mới nhớ đến rằng phải về nhà ăn cơm. Chàng lấy cái mũ chụp vào đầu lẩm bẩm, thế là cả một chiều hôm nay chờ đợi công toi, chứ không làm được việc gì cả. Liêm uể oải xuống thang. Thưa ông, chiều tối ông có lại đây nữa không? Có chứ. Thưa ông, bao giờ ông cử con về? Cái đó tôi cũng không biết. Sau khi đáp lời người bếp của Cử Tân như thế, Liêm đẩy mạnh cánh cửa ra thẳng. Một ít gió lạnh ngoài phố quật mạnh vào mặt chàng, làm cho Liêm hơi tỉnh táo thần trí. Phong cảnh của phố xá nhộn nhịp khiến chàng hơi nguôi nguôi. Nhưng mà một nhặng xanh bị nhốt trong phòng kín thế nào thì ý nghĩ ghen tuông trong óc chàng cũng thế. Con nhặng xanh bay vo vo chán thì đậu một chỗ, không làm cho ta phải sốt ruột nữa. Nhưng khỏi mỏi cánh rồi thì nó lại bắt đầu bay. Cái ý nghĩ ghen giận trong óc Liêm cũng chỉ tạm ngừng có một lúc ngắn ngủi. Chàng hãi hùng hỏi, hay là đã có ai? Câu tự hỏi ấy chỉ là một câu hỏi lửng, vì chính Liêm cũng không dám nói cho đủ chữ, cho gãy nghĩa. Vẫn biết rằng nếu Liêm sợ có kẻ nào đến chiếm mất lòng yêu của Quỳnh của Liêm, thì Liêm hèn lắm. Vì một người ghen chính là một người hèn, thế thôi. Trong sự ghen tuông, nó vẫn có ngủ cái ý kín đáo này. Người ghen là sợ cái người vu vơ nào đó giỏi giang, tài cán hơn mình, có thể siêu được lòng thục nữ, có thể hạ được mình xuống để mà tranh cướp tấm yêu. Nghĩa là khiến mình phải lo sợ thì mình mới phải ghen. Thì Liêm chẳng khi nào muốn thấy mình có vẻ khiếp nhược như thế. Ghen tuông chính là đề phòng. Nhưng Liêm không muốn đề phòng. Lòng tự ái của Liêm bảo chàng rằng ngoài chàng ra thì thôi, không một người nào xứng đáng cho Quỳnh cả. Và nếu Quỳnh không yêu chàng thì thôi, chứ chẳng còn ai là hơn chàng được nữa. Vậy mà Liêm cứ phải đề phòng, cứ phải ghen. Vì sao? Vì rằng cái bụng dạ đàn bà, thằng ôi, nó có đâu dễ hiểu như ta vẫn tưởng. Cứ vì cái kẻ thứ ba nào đó phải là hơn Liêm về đủ mọi phương diện thì mới chiếm được Quỳnh của Liêm.
Nếu sự đời lại toàn là có nghĩa lý cả thì còn đâu những tấn kịch tiểu thư khuê cát ngủ với thằng xe, hay là những đàn bà lừa chồng để đi với những kẻ chỉ đáng làm đầy tớ cho chồng. Thế là Liêm nghĩ đến tương lai. Cái ngày mai nó chẳng sáng lại như chàng dự tưởng. Đáng lẽ được là một người chồng hưởng hạnh phúc giữa một cảnh gia đình êm ấm, có vợ là tin cậy được, thì chàng ắt sẽ là một người chồng ghen. Đáng lẽ được ăn no ngủ yên, Liêm sẽ phải lúc nào cũng phải ở cái thế dự bị, đề phòng một điều gì, nghĩa là sẽ ngủ cái giấc ngủ của những người lính cứu hỏa. Chỉ vì vợ chàng không đủ cho chàng hoàn toàn tin yêu, chỉ vì Quỳnh đã là người lẳng lơ, nếu được chồng thả lỏng thì ắt hỏng bét. Đến đây Liêm muốn kêu lên: Quỳnh, Quỳnh, mày làm khổ tao. Tao tưởng tao yêu được mày thì là tao được hưởng hạnh phúc ở đời, không ngờ chỉ vì yêu mày mà tao khổ sở đau đớn. Nghĩ thế, Liêm bỗng thấy ruột gan nôn nao lên, như đương có điều gì đau đớn thật sự vậy. Chàng khổ sở lắm, khổ sở không thể nói được nữa. Đáng lẽ về nhà, chàng qua nhà Quỳnh để xem mặt mũi nàng ra làm sao. Rồi không thấy Quỳnh ngồi ở cửa hàng, mà chỉ thấy có bà Phán Hòa. Liêm không vào, đi thẳng. Tối hôm ấy bỏ bữa cơm chiều, Liêm nằm hút ở một tiệm thuốc phiện như một dân bẹp chính tông. Phần 2, chương 4. Nghe tiếng gọi, Quỳnh vội vàng giấu cái thơ của Liêm vào túi áo, rồi nàng chạy vào. Lúc ấy bà Phán Hòa ngồi chống hai tay vào cầm ở bàn, còn mẹ nàng, bà Thăm Bích thì ngồi đưa người ra trên sập. Hẳn hai bà đã có điều gì chẳng bằng lòng nhau. Trông thấy con gái, bà Thăm Bích nói động: Nay mai nhà giai đến ăn hỏi, vậy cô định thế nào? Cô muốn cho người ta đem đồ sính lễ đến đây hay ở dưới tôi? Cô muốn ăn hỏi cũng một nơi, cưới cũng một nơi, hay cả hai thứ ở một nơi? Ở đây hay ở Nam Định? Nói đến đấy không để Quỳnh có thời giờ đáp, bà lại nói ngay với bà Phán Hòa: Ấy, nó còn trẻ con thì cứ để tự ý nó xem, nó thiên về bên cô hay nó thiên về bên mẹ nó. Tuy bụng dạ nó thế là hơn cả. Tôi là mẹ nó nhưng tôi không có quyền gì. Cô là cô ruột nó, nhưng bất quá cô cũng chỉ như tôi thôi. Nét mặt hầm hầm, bà Phán Hòa nói ngay: Thôi chị đừng nói nữa, đối với những người hàm hồ tôi không muốn. Đấy, con chị thì tùy chị, muốn làm gì thì làm. Chị lại cho tôi làm trước quyền của chị đi à? Ví thử có thế thật thì tôi lợi lộc cái gì vào việc ấy chứ? Nghĩa là nhà giai là chỗ quen thuộc, chú rể là cháu tôi, cháu chồng tôi, thì tôi muốn giảng tiện cho người ta, để người ta ăn hỏi và cưới ở đây thì đỡ tốn kém, có thế thôi. Nhưng ngờ đâu chị lại không bằng lòng. Thôi được, tuy rằng thương con ngon rể, phương ngôn đã có câu, nhưng mà đã trót mang nặng đẻ đau thì cũng nên cho bỏ. Tôi chẳng dám can ngăn điều gì. Cô cũng như cha, nhưng mà cô đây là cô đã xuất giá rồi. Thì đây này, bà cô nắm lấy cổ tay, trao cho ông Mảnh, đây này cháu tôi. Bà Phán Hòa đến đây đứng ngay lên, giọng lại phũ phàng hơn trước nữa: Tôi báo thật cho chị biết, từ nay trở đi thì mặc kệ hết. Sau này giả dụ có khá thì cũng chẳng ai được nhờ. Con này đã biết là con này dại mặt lắm, dại lắm, từ giờ trở đi gọi là cứ cho ăn kẹo. Thấy em chồng to tiếng, bà Thăm Bích có lẽ hối hận, có lẽ hoảng sợ. Bà không dám nói gì nữa, chỉ ngồi thừ mặt ra thôi. Không được ai hỏi đến mình, Quỳnh thở dài, lại quay ra cửa hàng vì không có người trông hộ. Ngồi ở quầy nàng rầu rĩ, vẫn lắng tai nghe xem bên trong động tĩnh ra sao, nhưng không thấy gì nữa, nàng lầm bầm: Quái, không biết ngày hôm nay là cái ngày con khỉ gì mà lắm chuyện lôi thôi đến như thế này. Thật vậy, cuộc khục khặc của người mẹ và người cô ruột đối với nàng thật có thể đáng gọi là một sự tai biến. Quỳnh đã ở cái cảnh ngộ trên búa dưới đè, nàng lại bùi ngùi cho cái thân phận bồ côi của mình. Có mẹ nhưng mẹ đã đi lấy chồng, thì có cũng như không. Có cô nhưng cô còn phải lo đến chồng, đến con của cô thì cũng bằng như không có. Như vậy còn ai biết được rằng chính nàng là khổ sở lắm, đau đớn lắm, vì bơ vơ, vì trơ trọi. Liêm,
Nhưng mà Liêm có đủ là sự khuây khỏa của nàng không? Than ôi, cái thơ của Liêm vừa gửi cho nàng thật là một cái chiến thư. Đọc thư ấy, người tưởng chừng cuộc tình duyên phải đến đoạn tuyệt. Thật vậy, một người yêu nàng, nay mai lấy nàng, mà bây giờ lại đối với nàng có những tính tình như thế, đó chẳng phải là điều đáng cho ta yên tâm. Mà vì lẽ gì, nào Quỳnh có hiểu. Nàng thấy trong lá thư ấy một thứ ghen tuông bóng gió, cho mình là thứ hư hỏng, một thứ khinh bỉ kín đáo. Và tất cả sự hằng học của một ông nhân tình chuyên chế không biết cái gì là chướng và sắp sửa trở mặt, sắp sửa bạc tình. Quỳnh lúc nãy đã bừng bừng nổi giận, nay nàng còn giận hơn nữa. Việc nào của ái tình cũng là quan hệ hơn những điều khác. Quỳnh không còn tâm trí để đau đớn về cuộc cãi vã của cô và mẹ nữa, lại phân vân dở đến cái thư của Liêm. Nàng đọc đi đọc lại những đoạn hệ trọng. Không, Quỳnh ơi, anh đã nhầm. Nói cho thật ra thì cả hai chúng ta cùng nhầm. Có phải thế không? Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau. À quên, không nên dự định lấy nhau. Nhất là đừng biết nhau rõ quá. Vì sao? Ấy, cái khốn nạn của đời, của ái tình, của hạnh phúc và của cả mọi sự khác nữa là như thế đó. Ta đáng lẽ chỉ nên có ảo tưởng thôi, chứ đừng nên đụng chạm vào sự thực. Quả núi ở xa ta trông nó đẹp lắm, đẹp quá đi mất. Nhưng khi ta đến chân quả núi ấy rồi, than ôi, còn có gì đâu. Quỳnh ơi, lẽ ấy nguyên nhân vì đâu em có biết không? Vì sự đời là xấu xa, còn ta, ta cứ hy vọng, cứ ao ước cái gì hoàn thiện, cái gì hoàn mỹ. Cho nên ta mới thất vọng, cho nên ta mới đau đớn. Rồi lại đến đoạn như thế này nữa. Đáng lẽ ta yêu nhau rồi không lấy được nhau thì mới là thượng sách. Như thế ta vẫn có nhiều ấn tượng về đời người và một quan niệm, mặc dầu nó có khi sai lầm, mà chắc là bao giờ nó cũng sai lầm, rằng nếu lấy được nhau thì là ta nắm được hạnh phúc của cõi thế gian. Còn như lúc đòi sum họp với nhau mà khổ sở, mà hết ái tình, thì thực không còn phương kế gì cứu chữa nổi, thì thật không còn sự thất vọng nào cay đắng hơn nữa. Anh nói thế không phải là nói đùa đâu. Than ôi, thì ra chỉ vì yêu em mà anh khổ sở như thế. Nhưng hai đoạn trên đây cũng chưa khiến Quỳnh phải rối ruột bằng đoạn cuối thơ sau này. Nhưng thôi, ta kêu ca gì nữa. Chúng ta đã trót yêu nhau rồi, bây giờ thì đến Thượng Đế có muốn gỡ cũng không kịp nữa. Xin Quỳnh cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng là một người chồng đáng yêu, và nếu cần thì là một người chồng mù lòa nữa, miễn sao cho em sung sướng. Tuy nhiên anh cũng có bổn phận bảo trước em thế này, sự kiên nhẫn của anh cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Em có biết ái tình là gì không? Ái tình là cái sự hai người tưởng nhầm là yêu nhau, nhưng thật ra người đàn ông yêu mình qua người đàn bà, cũng như người đàn bà yêu mình qua người đàn ông, thế thôi. Em yêu anh chăng? Không, ấy là em tự yêu em qua anh đó. Anh yêu em chăng? Cũng không, ấy là anh nhờ em mà tự anh yêu anh. Ấy thế. Cho nên ái tình là một vật nguy hiểm, mỏng manh, chống hỏng, dễ vỡ, nhất là khi nó lại xung đột với lòng tự ái. Anh mong em hiểu nổi những dòng này. Vậy em nên coi chừng. Khi anh đã yêu em thì em đừng nên làm gì khiến anh phải thù em hay là khinh em. Và em cũng đừng kiêu ngạo ở nhan sắc làm gì, vì phương ngôn đã có câu hồng nhan bạc mệnh đó. Cái bọn phụ nữ quá kiêu ngạo, không hiểu đời, không biết mình thì chỉ có một cách trụy lạc mà thôi. Anh còn muốn nói nhiều lắm, một cái thư này không sao đủ được Quỳnh à. Vả lại có những điều miệng nói ra thì còn được, chứ viết ra trên mặt giấy thì vừa bất tiện lại vừa khó coi. Vậy mà anh lại chờ em vào khoảng 1 giờ trưa ở chỗ vẫn hẹn. Thế nào em cũng đến. Anh mong em lắm đó. Quỳnh vẫn không hiểu vì sao Liêm lại nỡ viết một cái thư cho nàng bằng những lời lẽ như thế. Thật là rời cũng không hiểu được. Có còn cái gì bất ngờ hơn thế nữa không? Liêm điên chăng? Cái đó có thể. Liêm điên. Nhưng phải do nguyên nhân nào thì Liêm mới hóa điên được chứ? Tự mình căng vặn mình mãi, Quỳnh cố nén giận, cố vấn tâm. Dần dần nàng hơi hiểu. Nàng nhớ lại cái tội của nàng đã trót cười nói vui vẻ
khi tiếp hai khách hàng thiếu niên lất cất mà bị Liêm bắt được quả tang. Có lẽ vì thế là một, và vì nàng không vâng lời đến chỗ hẹn nữa là hai. Nhưng sao Liêm lại chỉ vì ghen mà gần như sỉ nhục nàng như thế? Nàng hiểu rõ giọng khinh bỉ của cái thư. Liêm cho nàng là đã hư hỏng, và như vậy kể cũng chẳng oan gì. Than ôi, ai bảo đã trót quá tin. Thật là đúng như lời người cô đã dặn bảo cháu một cách hợp lẽ, nhưng tiếc rằng khí muộn một chút. Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi, thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau là rất khó. Chị nên cẩn thận lắm mới được. Nhưng đến bây giờ thì còn gì nữa? Quỳnh chỉ còn có một cách là, như đứa trẻ lỡ tay đánh vỡ mất cái đồ chơi của mình. Nàng tần ngần đứng trước những mảnh vỡ và cũng sắp khóc méo như đứa trẻ con. Nàng nhớ đến những câu trong truyện Kiều, những câu xưa kia nàng đã từng đọc nhẩm nhiều lần như một học sinh học thuộc lòng một bài luân lý, và bài ấy đã chỉ có cái giá trị nước đổ đầu vịt. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai dễ sánh tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã. Thật thế, bây giờ Liêm đã đến lúc rẽ rúng, chỉ có thế thôi. Cái đó là 2 năm rõ 10 rồi, nàng chẳng còn phải ngờ vực gì cả, chẳng hoài hơi tìm kiếm gì nữa cho mệt. Thằng ôi, thì ra khôn 3 năm dạy 1 giờ ấy, đó chính là chân lý. Và từ thượng cổ đến giờ, những tấn thảm kịch của cả loài người chung quy cũng chỉ quanh quẩn ở cái vòng liên miên và cũ rích ấy mà thôi. Quỳnh hối hận lắm, nàng không dám kết án Liêm nữa, mà chỉ tự mình lại oán giận mình. Lòng tự ái của một người tự trọng như nàng khiến nàng không thèm đổ vấy cho kẻ khác. Quỳnh có đủ can đảm để nhận tội mình, cho rằng chỉ có một mình là đáng trách móc, đáng sỉ vả mà thôi. Nhưng ngấn lệ long lanh đã ứa ra ở quần mắt. Vừa lúc ấy bà Phán Hòa đụng đỉnh đi ra, trông thấy Quỳnh sụt sịt. Không hiểu đó có phải là vì giận người chị gái hồ đồ và thương cháu gái bồ côi không, mà bà lại còn rít lưỡi lại mà chì chiết. Thôi con ơi, con đừng khóc nữa, cô đã đủ đứt gan đứt ruột ra đây rồi. Bố con chẳng may chết đi, cho nên ngày nay con mới khổ. Quỳnh gạt nước mắt, thấy cái tình thế ấy quả thật nghiêm trọng lắm. Chỉ vì việc nàng mà một bên cô, một bên mẹ, hai người đay nghiến nhau đến thế. Nhất là bà Phán Hòa thì bằng mấy câu vừa rồi há, đó chẳng phải là bà đương sỉ vả một cách bóng gió về tội mẹ nàng đã quá chồng mà lại còn cãi giá đó hay sao? Nhìn vào trong nhà thấy bà mẹ ngồi thâm gan tím ruột, có lẽ uất đến không nói được nữa, nàng bèn dõng dạc. Thưa mẹ, thưa cô, con tưởng việc con đi lấy chồng có thể làm cho mọi người được vui vẻ một chút. Nhưng mà nếu chỉ vì việc con mà cô và mẹ giận dỗi, cãi lẫn nhau như thế thì phiền lắm. Con không thiết gì nữa đâu, thì thà con không lấy ai nữa cho xong. Nói đến đây nàng lại khóc nức nở vì câu thà con không lấy ai nữa cho xong. Chính là một câu tâm sự chứ không phải là một lời đe dọa vu vơ, cũng không phải vì vui mờm mà thốt ra. Nàng nói rồi mới biết rằng đã nói thế là có lý. Cho nên nàng nhìn cả cô và mẹ nhắc lại. Thật thế, thà con không lấy ai nữa cho xong. Vừa lúc ấy ông Phán Hòa xách ô bước vào nhà. Thì ra đã gần 12 giờ trưa. Bà vợ bây giờ mới nhìn lên đồng hồ để nhận thấy rằng thì giờ đi chóng quá. Nghe thấy cháu nói thế, ông chú ngừng chân ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Cái gì thế này? Có chuyện gì thế này? Sao lại ăn nói như thế? Vợ ông xua tay. Mời ông cứ vào đi đã, cái việc này phải nói lâu mới được. Thế ở nhà đã ăn cơm chưa? Ăn cả từ 10 giờ kia rồi. Nhìn vào trong thấy bà thăm bích, ông Phán a một tiếng rồi hỏi Quỳnh. Thế mẹ cháu về chơi từ lúc nào thế? Mẹ con về từ đêm hôm qua, nhưng sáng hôm nay mới đến đây. Thôi thế chị hãy trông hàng nha, cơm rồi kia mà. Từ lúc ông Phán đi làm về, hai chị em cũng đỡ. Có lẽ chỉ vì có mặt một người đàn ông, cho nên hai bà bất đắc dĩ phải thôi, không còn dám hụt hặc lẫn nhau. Và vì lẽ hai bà ở cảnh bó buộc, phải để trí, nghe nhau, không ai được lấp liếm hay lấn át ai nữa. Cho nên cái lẽ phải đã đến lúc được người ta kính trọng.
Ông Phán vừa ngồi ăn cơm ở bàn, vừa khoan thai giảng giải và nói những điều nghĩa lý cho vợ và cho chị dâu ôi của vợ. Lúc ấy cũng ngồi ở sập để lắng nghe. Ngồi ở ngoài cửa hàng, Quỳnh chỉ nghe câu được câu chăng, lởm bởm lắm. Đại khái ông Phán kêu rằng chú rể chẳng phải người xa lạ, là cháu gọi ông bằng cậu. Ông xin mạn phép thay mặt nhà trai để yêu cầu bên nhà gái theo cái chính sách dơ cao đánh khẽ về mục đích hôn sự, lo sao cho hai trẻ được nên vợ nên chồng, chứ không phải là một dịp để lòe thiên hạ hay cãi nhau. Như vậy thì để cho nhà giai cưới xin ở đây, mà bà Nhông Nhông thì về đây, rồi cô dâu chú rể sau khi lễ gia tiên ở đây rồi sẽ xuống Nam, thì vừa đủ giữ lễ và không sợ thiên hạ bàn tán. Người đàn ông một khi đã phải nói thì việc gì mà chẳng thu xếp xong xuôi. Cho nên về sau cô và mẹ Quỳnh đều phải xin lỗi nhau, hối hận. Cô cũng nóng lắm cơ. Chị hàm hồ như thế thì có đến cốc cũng phải mở miệng. Ông Phán giơ hai tay lên không gian nói bông. Thôi tôi xin cả hai bà, xin đừng có ai làm gì đến nỗi hỏng mất cái việc thằng lằng của tôi. Ai làm hỏng thì tôi bắt đền cho đấy. Nghe thấy tiếng cười nói rầm rì, cái không khí đã vui vẻ, Quỳnh cũng đỡ khổ. Nhưng sao ấy, nàng không thể tươi tỉnh lên được nữa. Cái lá thư khốc hại nó đã chạm quá mạnh vào tâm giới nàng, đã gây cho một quả tim một vết thương. Thật vậy, dẫu rằng sau này vợ chồng được hòa thuận ăn ở với nhau đi nữa mặc lòng, sau một lá thư khinh bỉ nàng như thế, nàng không thể nào sung sướng được nữa. Vì cái ái tình kia trong lòng nàng đã bắt đầu hấp hối. Bên trong ba người bây giờ đương bàn soạn về những cách thách thức, những lễ nghi phức tạp, mọi đồ hành nghi. Rồi chẳng hiểu vì bà Phán Hòa nói những gì, lại thấy bà Thâm Bích mẹ nàng nói to lên. Vẫn biết là dơ cao đánh xẻ, nhưng mà cũng phải thế nào cho một vừa hai phải, kẻo người ta khinh khi cho. Dẫu sao cũng phải giữ cái thể diện, cái bề ngoài cho thiên hạ trông vào. Con gái tôi không chữa hoang, không làm đĩ, thì việc gì tôi lại hạ giá con tôi đến như thế. Câu nói vô tình của người mẹ là một tiếng sét đánh xuống cái lương tâm của người con. Quỳnh nhẫn nghe mà bủng rủng cả chân tay, rối loạn cả thần trí. Nàng muốn khóc òa lên mà không khóc được. Nàng cố giữ cho nét mặt thản nhiên nhưng cũng không được nốt. Nàng chỉ lo rằng người ngoài trông thấy mặt nàng cũng đủ khám phá ra cái sự đáng xấu hổ của nàng. Nhưng nàng càng giấu giếm, càng muốn che đậy, cái mặt nàng lại càng hóa ra thảm hại và khó coi. Quỳnh oán liêm, bao nhiêu cái hối hận, cái tự mình giận mình nàng không còn nữa. Nàng nhớ lại mọi hành vi, ngôn ngữ khả ố của Liêm lúc Liêm chiếm đoạt cái thân thể nàng. Quỳnh tưởng tượng ra rằng Liêm có lẽ xưa nay là một kẻ đểu giả vô cùng, không những đã xử nhỏ vứt một Quỳnh mà thôi, nhưng chắc đã làm hại những thiếu nữ lương thiện khác vô số. Vậy mà Liêm còn hẹn với nàng rằng đến trưa ngày mai. Thật là đồ tồi, thật là đáng khinh bỉ. Cả ngày hôm ấy Quỳnh thẫn thờ như kẻ mất hồn, làm cho bà Tham Bích tưởng rằng con gái có điều gì giận dỗi. Bà mẹ bỗng động lòng, hứa sẽ cấp thêm vốn liếng cho con về nhà chồng. Nhưng Quỳnh cũng chẳng vì vậy mà trở nên vui tươi. Đêm hôm ấy lúc đi nằm vắt tay ngang trán, Quỳnh tự dặn mình, ngày mai nhất định ta không thèm đến. Nhưng mà hôm sau Quỳnh lại đến, một cách rất đúng hẹn, rất ngoan ngoãn, rất sợ sệt nữa. Mặc dầu đã có những sự gì xảy ra nữa, mặc dầu lòng tự ái của nàng đã bị thương rất nặng đi nữa, nàng cũng vẫn thấy cái linh trí hay linh giá chi đó, nó bảo rằng nàng nếu không vâng lời y hẹn, ắt là không xong. Không xong, thật thế. Nàng đã ở vào cảnh trót đâm lao phải theo lao mất rồi còn gì. Cho nên sự thật, tuy rằng nàng không có tội gì cả, lúc đứng trước mặt Liêm, Quỳnh cũng co quắp quá một con cua trước một con ếch, lại sợ hãi quá một người có tội rất nặng trước một bố cực kỳ nghiêm khắc nữa. Được thể Liêm so vai, giang tay ra bảo, xin mời cô ngồi. Cái tiếng cô ấy quả thật có một ngụ ý khinh bỉ lắm. Song Quỳnh chỉ còn biết ngồi ngay xuống ghế đi văng. Nàng gượng cười một cách đáng thương và làm lành. Chắc mấy hôm nay anh giận em lắm. Liêm đút hai tay vào túi quần không đáp. Chàng đứng nhìn Quỳnh trừng trừng. Rồi trong khi Quỳnh không chờ đợi một lời nào cả, thốt nhiên Liêm nói, này em,
anh nói thật em nhé, có phải bụng dạ em đã thay đổi rồi phải không? Quỳnh ngước mắt lên không biết đáp thế nào, rồi lại cúi mặt xuống. Nàng vốn bẩm tính thật thà một cách đáng quý, cho nên câu hỏi bất kỳ ấy khiến nàng chột dạ, vì rằng câu hỏi ấy lại đúng sự thật lắm. Thế thôi, đêm qua, cả đêm qua nàng đã trằn trọc thâu canh, đau khổ vô cùng, giận người yêu vô cùng, và đã nhiều lúc nghĩ đến sự đoạn tuyệt để cho lòng tự ái được đỡ đau thương. Nếu nàng sắc sảo một chút, hẳn nàng đã nói một cách rắn rỏi đại khái: vâng, quả có thế. Nếu không có cái lá thư của anh như thế, hẳn tôi cũng không nghĩ gì sự thay đổi. Nhưng mà đã có lá thư của anh, tôi cũng muốn thay đổi lắm, hay là rất có thể thay đổi được. Nhưng mà cái đó cũng lại còn là tùy anh. Nhưng than ôi, còn xa Quỳnh mới được là người sắc sảo và khôn ngoan. Ngay lúc ấy, sự thật nàng tuy cũng có thoáng thấy cái ý muốn nói những câu quyết liệt như thế kia đấy, nhưng không hiểu sao nàng lại chỉ cúi đầu. Có lẽ tại thái độ của Liêm nghiêm quá, chồng quá, nên Quỳnh không dám. Và có lẽ lại cả số kiếp của nàng nó xui khiến ra như thế nữa. Mặc dầu thế nào đi nữa, Quỳnh cũng không thể nào mà lại có thể có được cái thái độ ngỗ nghịch mà nàng sợ là sẽ liếu láo với Liêm. Ngay lúc ấy cúi đầu xuống, Quỳnh chỉ tưởng rằng mình đã tỏ ý ngoan ngoãn thôi, chứ nàng cũng không biết rằng vô tình nàng đã phải khuất phục sự vô lý một lần nữa. Vì rằng trò đời là thế, khi đã chịu một lần rồi, sự nhẫn nhục tức khắc thành thói quen, để cho nàng sẽ cứ phải chịu mãi mãi. Cử chỉ ấy lại càng khiến Liêm được quá đáng. Đáng lẽ phải được hài lòng, chàng lại đi cho rằng sự im lặng ấy, cái cúi đầu ấy chỉ là một sự thú tội kín đáo của Quỳnh mà thôi. Chàng lại hỏi sẵn: thế nào, có gì xin em cứ việc nói thẳng ra, thế thôi. Quỳnh ngước mắt lên nhìn một lần nữa, để rồi lại cúi mặt xuống một lần nữa. Thật thế, em cứ nói phăng ngay ra đi thôi, không việc gì còn phải úp mở. Nếu quả thật em muốn thay đổi thì để anh liệu. Hồi lâu vẫn cúi mặt, Quỳnh khẽ nói ấp úng: em chả hiểu sao cả, thật là không có chuyện gì cả, em rất lấy làm lạ. Liêm oai nghiêm ngồi xuống bên cạnh người yêu, hai con mắt sáng quắc lên nhìn chòng chọc vào mặt nàng, như một ông cẩm mật thám lúc lấy cung một quân giang. Chàng lại hỏi: không có chuyện gì cả, thật thế à? Em có muốn anh nói thật không? Đây này, anh xin nói phân ngay ra thế này: nếu một khi em đã yêu anh mà em lại toan lòng chim dạ cá, thì một là em sống anh chết, hay là em chết anh sống? Quỳnh rên rỉ hỏi: trời ơi, có gì mà anh làm dữ đến như thế? Cái ghen đã chất chứa trong tim gan từ mấy ngày, nó đã tức hơi trong đáy lòng, bây giờ mới được lúc phát phì ra. Liêm chẳng còn tự chủ được nữa: em bảo không có gì, em không biết em là người lẳng lơ, em hư hỏng mà em không biết rằng em hư hỏng. Quỳnh đã đến lúc không còn biết sợ nữa, và đã biết tức. Nàng cười nhạt hỏi lại: thế em đã lẳng lơ hư hỏng ra làm sao? Liêm đứng ngay lên, mặt đã đỏ bừng: em lại còn bắt anh kể lại cái sự ấy nữa thì thật bẩn cả mồm anh, thì khốn nạn thật, em chống quên đến thế cơ à? À, quên phải, nếu như người đã biết được cái tội của mình lẳng lơ thì đời nào còn lẳng lơ. Vương ngôn có câu: nếu cứu biết thân cứu hôi thì cứu đã chẳng hôi, là đúng lắm. Nói thế xong, Liêm thích chí lắm, cho rằng tự nhiên nghĩ ngay đến câu phương ngôn ấy, thì dẫu rằng mình có nói quá đáng, hẳn cũng không còn ai cãi lại được mình nữa. Không đợi Quỳnh phải đáp, chàng lại nói tiếp luôn: em quên mất rồi thật đó à. Em quên rằng buổi chiều hôm ấy đã có hai thằng khốn nạn, nó tỏ ra vẻ say mê em, và em đã lấy thế làm thích lắm. Em đã cười tít cả mắt lại, đã đáp chuyện chúng nó nở như ngô rang. Em không biết rằng chỉ vì thế mà em sai hẹn với anh, mà em vội coi anh không ra gì. Phải, em đẹp lắm, anh đã biết. Em chả đẹp mà lại ai cũng say mê em. Không phải anh ghen cho nên anh nói thế đâu. Liêm thành thực tưởng rằng mình không ghen, vì sau một phút chàng lại nói: thật thế, anh không thèm ghen với những quân khốn nạn ấy đâu. Anh ghen với hàng ấy, anh tự thấy mất giá trị lắm. Mà em thì em lại cứ làm cho anh phải mất giá trị. Đó là một điều nhục nhã, một sự vô cùng khốn nạn. Liêm ngừng bặt, không còn biết tìm danh từ nào xúc phạm hơn nữa, tệ ác hơn nữa. Thấy cái tội của mình đã rành rành ra đó, Quỳnh chỉ còn biết chống chế một cách dài dột: người ta là khách mua hàng,
Em là người bán hàng, em làm thế nào được? Không nhẽ em lại đi mắng người ta. Quỳnh không được phép nói tiếp vì Liêm đã dậm chân đánh thịt một cái. Thì ít ra em cũng phải biết câm mồm đi chứ. Em cần phải cười nói ríu rít thì mới có khách mua hàng hay sao? À thôi, anh trách em làm gì. Em chẳng qua cũng chỉ như thiên hạ, đem cái nhan sắc ra mà đưa đẩy để kiếm khách và giữ khách. Dẫu rằng cái giá trị của mình có vị thế mà giảm đi một chút thì cũng không sao. Vì điều cốt yếu chỉ là bán được hàng, kiếm được lãi, sao cho có tiền thì thôi. Nhưng có lẽ em không biết rằng đó cũng chính là một cách, một phương pháp. Cái gì nhỉ? Mãi dâm. Phải, chính thế. Một lối mãi dâm cái nhan sắc của mình với khách. Và đã mãi dâm thì dù cái đẹp của mình thôi, hay cả xác thịt của mình nữa, cái ý nghĩa nó cũng đến vậy mà thôi. Và thà rằng chết đói đi còn hơn đắt hàng kiếm lợi như thế. Không những Liêm không để ý đến sự quá đáng, mà trái lại sau khi nói thế lại còn tưởng bở lắm. Vì chàng cho mình là có học thức lắm mới nói được những câu hiểm độc như thế, cay như thế, đau như thế. Chàng không biết mình lọ, đáng tức cười và vô cùng trẻ con. Trái lại Quỳnh cũng không hiểu rằng đó là vì Liêm quá ghen mà thôi, và chỉ vì ghen nên mới phủ mồm. Nàng biết sao được rằng một người chồng ghen mà đến bậc hóa ra phủ thì chính là một người chồng có thể rất chung tình được nữa. Nàng chỉ đau đớn mà thôi, cho nên nàng cũng đổi giọng. Vâng, dễ thế đấy. Em không lẳng lơ thì ai nữa mới lẳng lơ. Nhưng đã thế anh yêu em làm gì, thì anh bỏ phăng ngay đi, anh hồi hôn đi, có được không? Ấy là tự em nói như thế trước đấy nhé. Em nói trước để anh khỏi phải nói trước, mà được nói sau thế chứ gì. Thôi anh à, em hiểu rồi, em đã hiểu rõ lòng người lắm. Giả dụ nếu em trước kia biết giữ gìn thì không sao đâu, nhưng em đã quá tin anh, đã chót quá yêu anh. Bây giờ thì anh làm gì cũng được, em cũng xin tùy ở anh. Những lời ấy khiến cho Liêm không biết nói gì vào đấy nữa. Chàng mím môi lại căm tức lắm. Thật không ngờ Quỳnh lại quay trở lại buộc tội chàng như thế. Không, Liêm không có lỗi chút nào. Nếu trong sự cãi lộn này Quỳnh mà không là có lỗi thì thôi, chứ quyết kẻ có lỗi chẳng phải là Liêm. Chàng chỉ yêu Quỳnh mà phải nói thế. Có lẽ yêu quá nữa, thế thôi. Chứ chàng chưa hề nghĩ đến sự trở mặt. Vậy mà chàng bị buộc tội như một sở khanh thì có tức không? Liêm nhìn Quỳnh, lúc ấy thu mặt trong hai cánh tay, cụt xuống, hai cánh tay trên đầu gối. Chàng nhớ lại lúc Quỳnh bông lơn với hai công tử bột, rồi khi thấy Liêm lại chạy trốn vào trong nhà. Chàng nhớ lại lúc Quỳnh sai hẹn để Liêm phải mất công toi chờ đợi cả một buổi. Sau những sự như thế, Liêm có quyền thấy thái độ ấy là bất chính. Và một khi đã thấy cái bất chính ấy rồi, hỏi rằng chàng có quyền nói gì hay không. Lúc ấy trông thấy người thiếu nữ mà mình đã yêu, mà mình đã là chủ cả phần hồn lẫn phần xác, đương gục đầu đau đớn, Liêm không thể có một ý kiến nhất định được nữa. Thật thế, chàng biết chàng sẽ thay đổi tùy theo một vài cử chỉ hay một vài ngôn ngữ của người ấy. Chàng bâng khuâng tự hỏi, không biết con người như thế là bị mắng oan hay là đáng tội, gục mặt xuống để giả vờ hay khổ sở thật sự. Rằng người ấy có thể trở nên một vợ hiền, hay sẽ là một người lẳng lơ và điều nguy hiểm nhất, hay đó chỉ là gái khôn lắm nước mắt mà thôi. Thằng ôi, Liêm thật không sao biết được. Khi Quỳnh gượng ngẩng đầu lên, nước mắt đã đầm đìa hai cánh tay áo. Nàng lấy khăn mặt ra lau mặt. Cái mặt hoen ố vì nước mắt đã làm hỏng mất cả hai áng má đào tô điểm bằng phấn son. Nàng lau một lần chưa đủ vì những hàng lệ lại tuôn theo lã chả. Cả người nàng rung động vì cái cơn hậm hực không ngừng, đủ biết rằng cái đau khổ đã vò nát tâm can. Trước cảnh ấy Liêm cảm động. Chàng chưa hề trông thấy một sự khổ hại nào lại đầy đủ nghĩa lý đến thế. Lần đầu trong đời Liêm mục kích một thiếu nữ khóc lóc âm thầm, mà lại là vì chàng. Tất cả những sự ghen giận, tất cả những cái bực tức, tất cả lòng tự kiêu của chàng hầu như biến tan ra mây khói mất cả. Liêm thấy động tâm, muốn yêu, thương. Thế là như rất hối hận, chàng đứng lên quỳ xuống trước mặt người yêu. Từ trong thâm tâm, Liêm thấy một cảm giác sung sướng vu vơ. Hình như lòng tự ái của chàng được phỉnh nịnh đầy đủ lắm. Hình như có một tiếng nói vô thành đã nhắc nhõm vào lương tâm của chàng. Ấy đó, người thiếu nữ như thế ấy đã phải khóc lóc vì ta. Tuy nhiên Liêm cũng không kịp để nhận ra được một cái chân lý, một cái công lệ thiên nhiên, là muốn yêu cho tha thiết và nồng nàn thì phải đã có làm cho nhau khổ. Cũng hóa ra nghẹn ngào, Liêm ấp úng gọi.
Quỳnh, anh van em, anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi lắm, nhưng mà chính là chỉ vì quá yêu em, quá ghen em. Nàng ngẩng mặt lên, trông ra tường mà thẫn thờ như trông ra một phong cảnh nào xa thẳm mịt mù, ở chỗ mà tầm mắt không đến được vậy. Nàng không đáp, không chống cự, cứ để yên. Liêm nắm lấy hai bàn tay xinh xắn ấy mà hôn lấy hôn để, rồi chàng áp mặt vào mặt Quỳnh như muốn uống lấy mấy giọt lệ còn đọng lại, để hưởng cái thi vị của đau khổ, cái nền thơ của hối hận. Cả hai người cứ thế trong cái im lặng rất lâu. Quỳnh ơi, em có giận anh không? Em có còn yêu anh không? Anh đừng nên như thế nữa, chúng ta cần phải hiểu nhau lắm mới được. Anh xin lỗi em nhé. Ừ đi, để cho anh yên tâm nào. Quỳnh khẽ gật đầu một cái. Thế là Liêm phủ kín cả mặt Quỳnh bằng những cái hôn yêu thương. Môi chàng đặt lần lượt vào má, mũi, mắt, trán, cổ, gáy. Quỳnh ngồi đờ ra vì cơn đau đớn ghê gớm vừa dứt, thì sự an ủi bất ngờ cũng gây cho tâm hồn nàng những cảm giác quá mạnh, đến nỗi chẳng lúc nào nàng kịp được như trí phán đoán. Nàng cứ ngồi yên. Nhưng mà chưa chi, xác thịt đã muốn đòi cái quyền của nó. Ôm ấp trong tay cái thân hình ống chuốt ấy lâu như thế, trong một căn phòng nửa sáng nửa tối, giữa lúc bốn bề tịch mịch, sau một cơn giông tố của cõi lòng, Liêm đã thụ động cái tính chất cổ truyền, cái tính chất của cái giống được giả mang. Từ đời thượng cổ đến nay, vẫn là bất di dịch giữa mọi sự biến hóa của y phục, ngôn ngữ, lễ giáo, văn minh. Dẫu sao Liêm cũng vẫn chỉ là một thằng đàn ông, cũng như mọi thằng đàn ông. Một lần nữa, cái động lực của thiên nhiên vẫn là mạnh hơn hết cả mọi sự kiềm chế, và Liêm lại muốn chiếm đoạt thân thể Quỳnh một lần nữa. Từ sự an ủi dịu dàng, chàng đã đi đến những cách mơn trớn, và từ những cách mơn trớn, chàng lại dấn bước đến những cử chỉ phũ phàng khó coi. Đến lần này, người thụ động đã không còn chịu nổi nữa. Cái bản năng bảo tồn, sự nghi ngại, sự ghê tởm nữa đã khiến Quỳnh trở nên cương quyết. Nàng đẩy Liêm ra, giằng ra. Trong một lúc lâu, đó gần như là một cuộc vật lộn, ẩu đả. Tuy rằng không có ai nói gì với ai cả, Liêm cũng hơi ngạc nhiên thấy Quỳnh tỏ ra một sức khỏe khác ngày thường. Nhưng mà bên ngoài tiếng còi xe hơi đã rút vang lên, Liêm bất đắc dĩ phải thôi, để cho Quỳnh cài lại những khuy áo và vấn lại mớ tóc đã sổ. Khi Cử Tân bước vào buồng, chính bộ y phục của Liêm cũng vẫn còn sọc sệt khó coi. Cử Tân chào cả hai người, vừa lùi ra vừa xin lỗi. Cáo kỉnh hết sức, Quỳnh nhìn Liêm nói: "Thật nhục nhã đến thế này là cùng." Rồi nàng nhổ ngay nước bọt xuống đất, nghĩa là xuống tấm thảm sặc sỡ. Liêm bẽn lẽn phải chạy ra ngoài, để chuyện trò qua loa vài câu với người bạn đi xa đã trở về, giữa lúc mình lại nhà người bạn ấy đã được đủ quyền tự do. Y phục đã chỉnh đốn rồi, Quỳnh đứng lên. Khi nghĩ rằng lúc đi ra thế nào cũng lại phải chạm trán người đàn ông, tuy lạ mặt nhưng có lẽ là chủ cái nhà ấy, nàng lại càng bực mình hơn nữa. Nàng gọi giật giọng: "Liêm, anh Liêm!" Chàng quay vào: "Em về đây." Liêm sợ hãi cho thế là thất sách, khẽ bảo: "Hãy ở lại lát nữa nào." "Không, em nhất định phải về." Nói xong nàng phăng phăng đi ra, khiến Liêm cũng phải ra trước để lấy lối cho người yêu đi. Chàng đỏ mặt giới thiệu: "Ông Cử Tân, bạn đồng sự của tôi, đây vợ chưa cưới của tôi." Cử Tân reo lên vẫn có vẻ bông lơn: "À, rất hân hạnh." Quỳnh bẽn lẽn cúi đầu, mỉm cười chào. Mặt nàng từ đỏ ngã sang tái nhợt, rồi nàng thoăn thoắt xuống thang, để Liêm trơ trẽn tưng hửng trước mặt Cử Tân. Bữa ấy Liêm thấy Quỳnh ngu ngốc lắm. Sự thể đã trót xảy ra rồi, đáng lẽ Quỳnh phải ráng ở lại, dẫu chỉ một phút nữa, ít ra cũng phải có một thái độ bình tĩnh hơn thế. Nhưng Quỳnh đã giận dỗi ra về, một cách mới vô lễ làm sao, đáng ghét làm sao. Trên con đường về, Quỳnh xấu hổ với hết tất cả những khách đi đường, mà vẫn không dám thuê xe ngay, và thấy rằng người yêu nhất đời của nàng chỉ là một kẻ thô tục, đáng khinh bỉ hết sức. Hết tập 4. Còn tiếp